Audio Jungle. Tháng ngày cho nhau những hoài niệm để nụ cười
còn mãi lặn trên hàng mi, trên bờ môi và trong những giọt lệ bao bạn thân nay ở đâu, sao môi trường bỗng lặng yên, lật dòng lưu bút vân những nét chữ đang ngàn nghiêng. Môi trường xưa nhưng trong tôi vẫn ý như thuở đầu, thời học sinh nghiêng nghiêng nét bút trên trang giấy mực, giờ còn đâu những lúc bên nhau cùng đàn cùng hát. Thời học sinh ôi biết bao điều ngây ngô, thời gian sao trôi qua thật nhanh tựa như phép nhiệm màu, ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu, ngày nào còn bên nhau những kỷ niệm mình chôn giấu, đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh bụi phân đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường, cánh phượng hồng đang rơi rơi trước trong trường nằm chơi vơi, vang đâu đây một tiếng gọi thân thương bạn ơi. Với trường xưa nhưng trong tôi vẫn y như thuở đầu, người học sinh nghiêng nghiêng nét bút trên trang sẽ mừng, giờ còn đâu những lúc bên nhau cùng đàn cùng hát. Người học sinh ôi biết bao điều ngây ngô, thời gian sao trôi qua thật nhanh tựa như phép nhiệm màu, ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu, ngày nào còn bên nhau những kỷ niệm mình chôn giấu, đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh bụi phân đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường, cánh phượng hồng đang rơi rơi trước trong trường nằm chơi vơi, vang đâu đây một tiếng gọi thân thương. Thời gian sao trôi qua nhanh như phép nhiệm màu, ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu, ngày nào còn bên nhau kỷ niệm chôn giấu, đọng lại đây bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh mùi phấn đã nhuộm màu, cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường, cánh phượng hồng đang rơi rơi trước trong trường nằm chơi vơi, vang đâu đây một tiếng gọi thân
vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng chiều xưa đã mẹ thời gian thôi đưa. Mẹ vẫn quên trong tim một thời tìm bước ngày xưa ước mơ người con đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn buồn cánh phương dưới khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Lời đầu tiên cho phép Hiếu thay mặt cho toàn thể thành viên của lớp B1 khóa 2005-2008 và xin gửi tới các thầy cô sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất trong niềm vui hội ngộ ngày hôm nay. Chúng em kính chúc các thầy cô có mặt ở đây, các thầy có mặt ở đây và cả những thầy cô mà hôm nay không có mặt một lời chúc sức khỏe, bình an và chúc kính chúc cho các thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho buổi gặp mặt ngày hôm nay chúng ta thật nhiều niềm vui, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của chúng ta 2021 khóa 2005-2008 ngày càng bền chặt. Xoáy của cuộc đời với những bao suy nghĩ lo toan trong cuộc sống với bao niềm vui nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ đáng quên, người còn người mất. Nhưng có một điều mà Hường chắc chắn rằng trong mỗi chúng ta đều không thể quên được ngày còn chung dưới mái trường thân yêu này, đặc biệt là trong dịp này khi ban liên lạc chúng tôi ngồi lại với nhau và kêu gọi mọi người thường có biết bao nhiêu điều trào dâng trong bồi hồi cảm xúc và trong mỗi chúng ta đều mong muốn được trở lại mối trường thân yêu này để được lại một lần gặp thầy cô và bạn bè thân yêu. Dạ vâng. Hôm nay thì lớp chúng ta tổ chức 15 năm hội tụ và kết nối sau đúng 15 năm xa cách một cách trang trọng và đầy đủ hơn để thỏa lòng những tâm tư tình cảm của chúng ta.
Và nhân dịp này chúng ta cũng tri ân đến các thầy cô và làm một cái cầu nối để bạn bè trong lớp lại có dịp gặp lại nhau và mong muốn có sự gắn kết sâu hơn trong cả công việc và cuộc sống sau này. Trong buổi lễ kỷ niệm 15 năm ra trường ngày hôm nay thì cho phép Hiếu xin được vinh dự giới thiệu về dự với buổi lễ của chúng ta về phía ban giám hiệu nhà trường, thầy Nguyễn Xuân Quang, hiệu trưởng nhà trường. Có rất nhiều thầy cô khác nữa khi mà ban liên lạc có liên hệ thì các thầy cô cũng có nhiều việc khác, nên là hôm nay thì có thầy Quân chút nữa cũng sẽ có mặt của chúng ta, để chút nữa chúng ta sẽ cùng đón thầy Quân và cùng sự có mặt đông đủ của hơn 40 thành viên của lớp B1. Đến khi chúng ta nhận lên chào mừng. Đó là một người thầy, người cha tuyệt vời đã dẫn dắt chúng ta trong vòng 3 năm học tại ngôi trường này, đã không thể chứng kiến được và tham dự của chúng ta ngày hôm nay. Thầy giáo chủ nhiệm hay với một cái tên gọi thân thuộc khác, thầy Bố Nghi. Ngày hôm qua, đại diện lớp và tập thể lớp có ban liên lạc chúng tôi đã mời thầy cùng chung vui về với chúng ta. Và xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Bố Nghi. Và tôi xin phép được dành 1 phút để tất cả chúng ta tưởng nhiệm đến thầy ạ. Và xin mời tất cả các bạn đi ra. Bây giờ 1 phút tưởng nhớ thầy. Nhiều hơn nữa các bạn, và chắc chắn là lúc đấy rất nhiều các bạn ở đây.
đây các bạn đã thành đạt rồi. Và hơn nữa, một cái thông điệp của thầy là sẽ có được nhiều thầy cô đã từng giảng dạy, đã từng dạy chúng em sẽ có bạn được nhiều hơn. Và cảm ơn thầy. Và xin phép mời lớp trưởng đại diện lớp sẽ có một cái phần quà dành cho thầy để tri ân thầy, và cũng như là cái đơn sự chia sẻ của thầy. Xin mời lớp trưởng, mời bạn Hoa. Sau 15 năm xa cách, để rồi chúng ta sẽ kết nối lại với nhau, giúp đỡ và đồng hành, để chúng ta sẽ hoàn thiện hơn trên cái hành trình sau đó, trong hành trình cuộc đời của mình, bao gồm cả việc mà chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong cả công việc và cuộc sống. Đó là cái điều mà tôi rất là mong muốn. Tôi kỳ vọng rằng cái gì 20 năm chúng ta sẽ có mặt thật sự đông đủ hơn. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa dành cho thầy Quân. Và bài phát biểu của em cũng hết rồi. Sau đây thì cũng xin phép thầy Quân đến rồi. Và cũng xin phép được thay lời của lớp mời thầy lên trên này để chúng em sẽ có cái phần chia sẻ nữa. Xin mời thầy. Dạ, xin mời thầy Quân. Hôm nay về gặp mặt các bạn ở lớp 11 hôm nay ở đây thì chết thì nhìn thấy rằng là chúng ta thấy hơi lạ vì là cũng sau 15 năm mà thầy trò gặp mặt nhau, và thấy bây giờ các bạn lớn hơn rất là nhiều. Và ngày xưa thì đúng là ngày xưa thì thời kỳ của chúng ta học thì gọi là thầy là Quân Cân, đúng không? Và đó đấy là cái kinh nghiệm. Và bây giờ thì thầy bỏ kính khoảng 5-6 năm nay, tức là cũng không phải đi mổ, đi bây giờ thì nó khi mà đến cái tuổi rồi, có chút ra tuổi rồi thì cái độ cân phải giảm xuống, phải luyện mạnh hơn và bỏ ra nhìn kinh hơn một chút. Và hôm nay cái buổi gặp mặt của lớp 11 các anh ta ở đây thì ở đây có thầy Quang chưa? Ở đây các bạn, đây là khóa đầu tiên được vào nhận lớp. Trong quá trình vào mới đầu có rất là nhiều những cái mà giáo viên trẻ, đây là giáo viên trẻ cần cố gắng. Và hôm sau khi bạn cũng có một cái là khi vào nhận lớp này, đây là năm lớp 10 thì lớp đang là cô Hảo đây, sau cô Trần Đi là nhận lại lớp chúng ta. Và sau 2 năm gắn bó với lớp là chúng ta có những cái thành công và kết quả khá là tốt, rất là tự hào về hiện tại lớp chúng ta. Trong một lần này thầy xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả thành viên trong lớp và gia đình chúng ta có một sức khỏe tốt, và một tập thể lớp luôn luôn đoàn kết gắn bó với nhau và giúp đỡ nhau trong cuộc sống được nhiều hơn. Xin xin phép chụp ảnh với thầy. Ngày xưa thầy mới về rất trẻ, bạn nào tầm thương chụp nhớ thầy không ạ? Trước tiên là cũng xin mời bạn Hoa lớp trưởng sẽ có những cái chia sẻ về những cái cảm xúc của những cái ngày đã qua và một cái ngày để hành trình 15 năm để chúng ta có thể ngồi đây để hội tụ và kết nối với nhau những cái cảm xúc đong đầy nhất. Xin mời bạn. Đây, xin mời lớp trưởng. Thì cũng rất là cảm ơn ban liên lạc đã thay cho ban giám khảo tài sự lớp, bởi vì là mình có rất là nhiều việc với gia đình, về thời gian eo hẹp nên không thể giữ cái chức ở trong cái ban liên lạc được. Nhưng mà đúng là cái ngày hôm nay khi mà trở về lớp, trở về trường, khi được đón được thầy cô, khi đón các bạn thì tất cả mọi cảm xúc đều rất là dâng trào.
thực sự là mọi người trở lại y như là cũng như là những khoảng cách 15 ngày, 5 ngày trước đây. Tất cả mọi người đều trở lại giống như mình ngày trước vậy. Không có gì là xa lạ hay không có gì là mình lớn lên nữa. Mình vẫn là như những bạn ngày xưa. Thì hôm qua thì có về thăm mộ của thầy, nghĩa là thầy là chủ nhiệm của mình, của chúng mình cách đây 3 năm. Thầy đã dìu dắt rất nhiều. Và đúng là vì có thầy nên là lớp chúng ta mới đoàn kết được như này. Hôm qua cũng đang mời thầy về dự với buổi họp lớp ngày hôm nay, buổi liên hoan ngày hôm nay. Thì đúng là khi mà đứng trước lớp thì cũng không biết nói gì hơn. Đã cảm ơn tất cả các bạn trong ban là cảm ơn tất cả các bạn, các thành viên ở trong lớp đã cùng nhau ủng hộ để có một cái buổi họp lớp đoàn kết như này. Cảm ơn hai thầy giáo đã bớt cho thời gian đến với các em. Cảm ơn thầy giáo chủ nhiệm dù không có mặt, nhưng mà có thầy mới có các em. Đứng trước cái cảm xúc của hồi này thì có khi là em sẽ tặng cả các bạn và các bạn. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc, nước mắt
đừng tuôn trào khí, xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cánh phượng hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học quân giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt. Xin chào tạm biệt, tạm biệt nhé nơi này.